Anh Huỳnh Hoàng Dương, 24 tuổi, là một Việt kiều Đức, chia sẻ trên mạng xã hội clip bị hai thanh niên chạy xe SH cướp giật túi đồ tại phố đi bộ Bùi Viện, quận Nhất, thành phố Sài Gòn vào chiều ngày 21 tháng 2 năm 2018 vừa qua. Vào thời điểm đó, anh Dương đang ngồi uống nước cùng bạn trên vỉa hè, túi xách để trên ghế. Bất ngờ, nam thanh niên mặc áo thun đỏ từ con hẻm gần đó bước lại, chụp túi đồ của anh, leo lên xe SH của đồng bọn đã chờ sẵn và tẩu thoát. Nạn nhân cố chạy theo chi hô. Trong túi có Macbook, iPad, hộ chiếu cùng nhiều tài liệu quan trọng. Nếu không có hộ chiếu, tôi không thể đi lại hoặc là về nước được, nên rất cần kết nối với thanh niên lấy túi đồ để mà chuộc lại. Tôi sẵn sàng trả 3 triệu đồng cho họ để lấy lại được giấy tờ và các tài liệu, anh Dương nói và cho biết sẽ không báo cảnh sát. Chiều ngày 23 tháng 2, đại diện công an phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất, thành phố Sài Gòn cho biết là đơn vị đã nhận được trình báo của du khách Phạm Hoàng Dương, 26 tuổi, mang quốc tịch Đức về vụ cướp túi xách xảy ra ngày 21 tháng 2. Theo công an phường Phạm Ngũ Lão thì anh Dương bị hai đối tượng đi trên xe máy phối hợp giật túi xách trước nhà số 20 ở đường Đỗ Quang Đậu vào chiều 21 tháng 2. Sau khi bị cướp tài sản, anh Dương đến công an phường trình báo. Đại diện công an phường Phạm Ngũ Lão cho biết trong túi xách có 2.300 euro, máy tính xách tay, máy tính bảng và giấy tờ đi máy bay. Hộ chiếu của du khách vẫn còn. Ngay sau khi nhận thông tin, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ cướp lên đội điều tra tổng hợp của công an quận Nhất, thành phố Sài Gòn để mà thụ lý. Anh Phạm Hoàng Dương cho biết anh sang Việt Nam từ ngày 20 tháng 2 để mở văn phòng đại diện của công ty. Sau khi bị cướp, trong túi xách chứa ổ cứng nên anh gặp nhiều khó khăn trong công việc. Ước tính là tài sản trong túi xách của anh Dương bị cướp là khoảng 6.000 euro, tương đương với là 160 triệu đồng. Dự kiến là ngày 24 tháng 2 anh Dương sẽ về lại Đức. Tuy nhiên, sau vụ cướp, anh Dương ở lại Việt Nam thêm 10 ngày để mà làm giấy tờ. Chiều ngày 23 tháng 2, ông Trương Minh Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch thành phố Sài Gòn đã liên hệ trò chuyện cùng anh Dương để mà giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời. Ngay khi biết thông tin du khách bị cướp, Sở Du lịch thành phố Sài Gòn đã chỉ đạo nhanh chóng gặp gỡ, tìm cách giúp đỡ du khách về giấy tờ, lưu trú và đi lại. Sở Du lịch cũng phối hợp cơ quan điều tra tìm lại tài sản đã mất của du khách, ông Hậu nói. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip về vụ cướp túi xách xảy ra trên phố đi bộ Bùi Viện chiều 21 tháng 2. Nạn nhân vụ cướp đó là anh Phạm Hoàng Dương, 26 tuổi, mang quốc tịch Đức, cũng đăng thông tin và hứa là tặng 3 triệu đồng nếu ai đó giúp anh tìm lại số tài sản đã bị mất. Theo AP, hôm 22 tháng 2 năm 2018, một thẩm phán liên bang Mỹ đã buộc tiểu bang Louisiana bồi thường hơn 150.000 đô la phí tổn và tiền thuê luật sư cho một người gốc Việt vì không được cấp giấy hôn thú. Các luật sư đại diện cho ông Võ Anh Việt ở Lafayette đòi bồi thường là 213.000 đô la chi phí và trên 11.267 đô la thù lao. Nhưng thẩm phán Ivan Lomel chỉ chấp nhận số tiền bồi thường lần lượt đó là 144.614 và 10.140 đô la. Ông Võ Anh Việt đã khởi kiện vào năm 2016 sau khi bị từ chối cấp giấy chứng nhận kết hôn. Luật pháp không cho cấp giấy này vì ông không xuất trình được giấy khai sinh. Ông Việt sinh ra trong một trại tị nạn ở Indonesia sau khi cha mẹ ông chạy trốn khỏi Việt Nam. Không có nước nào cấp giấy khai sinh cho ông cả. Võ Anh Việt sống tại tiểu bang Louisiana khi mới 3 tháng tuổi và đến năm lên 8 thì được nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Ông cùng với hôn thê sinh tại Mỹ, đó là Heather Phạm, đã chi ra hàng ngàn đô la và mời 350 khách đến dự tiệc cưới vào tháng 2 năm 2016. Nhưng sau đó đơn xin giấy chứng nhận kết hôn đã bị cả ba địa phương, đó là Iberia, Vermillion và Lafayette, bác bỏ. Chú rể và cô dâu vẫn tiến hành hôn lễ nhưng về mặt chính thức không phải là vợ chồng cho đến khi có được phán quyết thuận lợi của tòa án vào ngày 22 tháng 2 vừa qua. Năm mới đến là có một số luật mới và những thay đổi trong luật hiện hành mà người lái xe ở tiểu bang California cần lưu ý. Luật về cần sa giải trí bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2018 sẽ kéo theo một số luật mới khác. Tài xế đang lái xe bị cấm hút hay là nhai cần sa. Luật này cũng áp dụng đối với cả hành khách ở trong xe. Vi phạm sẽ bị bấm điểm trong bằng lái. Bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng, lệ phí đăng bộ xe hoặc là mới đăng bộ sẽ tăng. Lệ phí từ 25 đồng cho đến 175 đồng dựa vào giá trị của chiếc xe trên thị trường. Ví dụ nếu giá trị chiếc xe vào khoảng là 25.000 cho đến 35.000 Mỹ Kim thì lệ phí sẽ vào khoảng là 100 đồng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, tài xế cho hãng thuê mướn xe như là Uber, Lyft không được lái xe chở hành khách khi nồng độ cồn ở trong máu là 0,04% trở lên. Vi phạm thì sẽ bị treo bằng lái. Cũng từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, luật pháp yêu cầu hành khách xe bus phải thắt dây an toàn nếu trên xe có dây an toàn. Điều này cũng áp dụng cho trẻ từ 8 cho đến 16 tuổi, trừ khi trẻ được giữ an toàn bằng các thiết bị theo đúng tiêu chuẩn an toàn của liên bang. Nếu bạn đang có những vé phạt đậu xe và có thu nhập thấp, bạn có thể trả hết tiền phạt trước khi vi phạm bị báo lên nha lộ vận. Luật mới cũng cho phép những người có vé phạt đậu xe chưa trả tiền có thể gia hạn bằng lái hoặc là đăng bộ xe. Nếu bạn có thẻ đậu xe hay là bảng số xe ưu tiên cho người khuyết tật, bạn phải cung cấp thẻ căn cước hoặc là giấy tờ có danh tánh và ngày tháng năm sinh. Luật sư cũng sẽ giới hạn cấp lại thẻ, chỉ cho 4 thẻ dành cho người khuyết tật trong vòng 2 năm, trừ khi người đó có giấy bác sĩ. Đối với tài xế xe mô tô, nha lộ vận sẽ chấp nhận giấy chứng nhận hoàn tất bất cứ chương trình huấn luyện lái xe mô tô nào được CHP là cơ quan cảnh sát tuần tra xa lộ chấp thuận, thay vì phải thi lấy bằng lái xe mô tô. Một gia đình 4 người có thu nhập hàng năm là 84.450 đô la hoặc là ít hơn, nay bị coi là nghèo ở Orange County, theo tiêu chuẩn của Bộ Phát triển Gia cư Hoa Kỳ, HUD. Ngoài ra, một cá nhân sống độc thân ở Orange County có thu nhập hàng năm là 58.450 đô hoặc là ít hơn, cũng bị coi là người có thu nhập thấp. Orange County là nơi có cộng đồng Việt Nam lớn nhất ở hải ngoại. Theo nhật báo The Orange County Register, dựa theo dữ liệu của HUD, Orange County là nơi có mức thu nhập cao hàng thứ 5 tại Mỹ, chỉ sau San Francisco, California, Fairfield County, Connecticut, Silicon Valley, California và Honolulu, Hawaii. Như vậy là có thể thấy là 3 trong số 5 nơi có thu nhập cao nhất Hoa Kỳ đều nằm ở trong tiểu bang California. Đây là mức giới hạn mới nhất của HUD được đưa ra vào hồi tháng trước để xác định là mức giàu nghèo. Cơ quan chính phủ và các công ty thường dùng tính toán này của HUD để quyết định gia đình hoặc là cá nhân nào đó hội đủ điều kiện hưởng các chương trình trợ cấp của chính phủ, từ tiền thuê nhà, có nhà ở miễn phí, hoặc là trợ giúp vay nợ địa ốc theo OCR. Trong khi một số gia đình có thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn hưởng một số chương trình, một số khác có giới hạn thu nhập còn thấp hơn, 31.300 trên một năm cho một gia đình 4 người để có thể hưởng những chương trình này. Theo OCR, chính giá thuê nhà và giá nhà tăng cao kỷ lục đẩy giới hạn thu nhập của cư dân miền Nam California lên cao so với những nơi khác. Thí dụ như là trong 7 năm qua, giá thuê nhà ở Orange County là tăng 20%, trong khi giá trung bình một căn nhà tăng là 40%. Khi nói với ai rằng kiếm được 70.000 trên một năm là thu nhập thấp, thì người nghe sẽ nói, cái gì? Như vậy mà là thấp hả? Đó là điều không may khi sống trong một nơi có tiêu chuẩn thu nhập cao như là Orange County. Ông Cesar Cavalius là giám đốc điều hành Kennedy Commission, một nhóm vận động xây nhà vừa túi tiền cho người dân, có văn phòng ở Irvine, nói với OCR, điều này gây khó khăn cho tất cả các gia đình lao động trên mọi mặt. Theo các dữ kiện năm 2017, mức thu nhập tiêu chuẩn của một gia đình 4 người ở Orange County là tăng 5,450 đô so với mức của năm ngoái, cao hàng thứ 5 khắp Hoa Kỳ. Tại ba quận hạt San Francisco, Marin và San Mateo ở miền Bắc California, một gia đình 4 người có thu nhập là 105,350 đô trên một năm, hoặc là ít hơn, được coi là nghèo, theo các dữ kiện của HUD. Mức thu nhập tiêu chuẩn của Orange County cao hơn của Philadelphia, 66,550.000 đô la. Ở Seattle đó là 72.000 đô la. Ở Los Angeles County là 72.100 đô la. Ở San Diego là 72,750.000 đô la. Và ở Boston là 78,150.000 đô la. Ngay cả hai nơi khấm khá như là New York và phía đông Long Island cũng có mức thu nhập tiêu chuẩn thấp hơn là Orange County, 76.300 đô la và 81.000 đô la trong một gia đình có 4 người. Trong khi đó, cách Orange County không xa các quận hạt ở phía trong vùng sa mạc và núi của miền Nam California có mức thu nhập tiêu chuẩn là 51.600 đô la trên một năm cho một gia đình có 4 người, thì tăng 500 đồng so với năm ngoái theo OCR. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.